các em. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1. Về bài kiểm tra cuối kỳ 1, các em sẽ làm với hình thức là trắc nghiệm 20 câu trong thời gian 45 phút theo lịch kiểm tra của nhà trường. Về nội dung ôn tập gồm có 2 phần, phần lý thuyết và phần bài tập. Trong phần lý thuyết, các em sẽ lưu ý một số bài như sau. Bài 9 khu vực Tây Nam Á. Bài 10 điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á. Bài 11 dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Bài 12 đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á. Phần 2 bài tập, các em sẽ làm một số bài tập về tính mật độ dân số và nhận xét bảng số liệu. Trừ các phần giảm tải chúng ta sẽ không kiểm tra. Các em sẽ dựa vào nội dung của các bài video bài giảng trước và các lược đồ bản đồ trong sách giáo khoa cũng như là các lược đồ bản đồ trong tập bản đồ địa lý 8. Phần 1 lý thuyết. Bài 9 khu vực Tây Nam Á, các em sẽ lưu ý một số nội dung sau. Về vị trí địa lý sẽ bao gồm có phần vị trí tiếp giáp và ý nghĩa của vị trí địa lý. Để xác định được vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á, các em có thể dựa vào hình 9.1, lược đồ tự nhiên Tây Nam Á hoặc là bản đồ khu vực Tây Nam Á trang 10 trong cuốn tập bản đồ địa lý 8. Về vị trí, khu vực Tây Nam Á sẽ nằm ở phía Tây Nam của châu Á, nằm trong khoảng vĩ độ từ 12 độ Bắc đến 42 độ Bắc. Như vậy, khu vực Tây Nam Á sẽ nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và nằm hoàn toàn ở bán cầu Đông. Về vị trí tiếp giáp, thì khu vực Tây Nam Á sẽ giáp với 3 vịnh, đó là vịnh Persic, vịnh Oman và vịnh Aden. Về các biển, thì khu vực Tây Nam Á sẽ giáp với biển Arab, biển Caspi, biển Đen, biển Địa Trung Hải và biển Đỏ. Như vậy, khu vực Tây Nam Á giáp với rất nhiều biển. Còn về khu vực, các em có thể nhìn sang hình 9.1 lược đồ tự nhiên Tây Nam Á cho dễ. Khu vực Tây Nam Á sẽ giáp với các khu vực, đó là khu vực Trung Á, khu vực Nam Á và khu vực Đông Á. Về châu lục, khu vực Tây Nam Á sẽ giáp với châu Âu và châu Phi. Như vậy, khu vực Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục, đó là châu Á, châu Âu và châu Phi. Về đặc điểm tự nhiên, các em sẽ lưu ý các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên và khoáng sản. Về đặc điểm địa hình, thì nhìn vào lược đồ khu vực Tây Nam Á ta thấy gam màu chủ yếu ở đây là màu vàng và màu cam. Như vậy, dạng địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là núi và sơn nguyên. Khi đi từ phía Đông Bắc đến phía Tây Nam, khu vực Tây Nam Á sẽ có các dạng địa hình như sau. Phía Đông Bắc là hệ thống núi và các sơn nguyên. Ở đây có các sơn nguyên như là sơn nguyên Iran, sơn nguyên Anatoly. Về núi thì ở đây có các dãy núi như là Hindukup, dãy Elburz, dãy Kapka và dãy Darod. Còn phần ở giữa, ở đây chính là đồng bằng. Ở đây đồng bằng lớn nhất đó là đồng bằng Lưỡng Hà. Còn phía Tây Nam, dạng địa hình chủ yếu là sơn nguyên. Và ở đây có sơn nguyên Arab. Về đặc điểm khí hậu, thì khu vực Tây Nam Á sẽ nằm trong hai đới khí hậu, đó là đới khí hậu nhiệt đới màu xanh lá và đới khí hậu cận nhiệt màu nâu, với các kiểu khí hậu như sau. Kiểu khí hậu nhiệt đới khô, kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa và kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải, trong đó kiểu khí hậu nhiệt đới khô chiếm diện tích lớn nhất. Như vậy, khí hậu ở Tây Nam Á có đặc điểm là khô nóng. Về sông ngòi, thì Tây Nam Á có hai hệ thống sông lớn nhất, đó là sông Euphrates và sông Tigris.
Như vậy sông ngòi ở Tây Nam Á kém phát triển. Nguồn cung cấp nước cho các sông ở đây đó là từ băng tuyết tan. Về cảnh quan tự nhiên thì khu vực Tây Nam Á gồm các cảnh quan như là hoang mạc và bán hoang mạc, thảo nguyên, rừng và cây bụi lá cứng Địa Trung Hải. Trong đó thì cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc chiếm diện tích lớn nhất. Còn về khoáng sản thì dầu mỏ và khí tự nhiên hay còn gọi là khí đốt có trữ lượng lớn nhất, phân bố tập trung ở ven vịnh Persia và đồng bằng Lưỡng Hà. Những nước nhiều dầu mỏ nhất như là Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq và Kuwait. Trong đó thì Ả Rập Xê Út là quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất. Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á. Nội dung đầu tiên, vị trí địa lý, bao gồm có vị trí, các quốc gia và tiếp giáp. Khu vực Nam Á thì nằm ở phía nam của châu Á, nằm trong khoảng vĩ độ 8 độ Bắc đến 38 độ Bắc, nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc, bao gồm có 7 quốc gia, trong đó thì Sri Lanka và Maldives là các quốc đảo, quốc gia nằm ở phần hải đảo. Và vị trí tiếp giáp. Để xác định vị trí địa lý của khu vực Nam Á, các em sẽ dựa vào hình 10.1, lập đồ tự nhiên khu vực Nam Á và bản đồ khu vực Nam Á trang 12 trong cuốn tập bản đồ địa lý 8. Về tiếp giáp thì khu vực Nam Á sẽ giáp với vịnh Bengal và biển Arab. Đây là các vịnh và các biển thuộc Ấn Độ Dương. Về các khu vực thì khu vực Nam Á sẽ giáp với Tây Nam Á, giáp với Trung Á, giáp với Đông Á và Đông Nam Á. Về địa hình thì khi đi từ Bắc xuống Nam, khu vực Nam Á sẽ có các dạng địa hình như sau. Ở phía Bắc là hệ thống núi Himalaya cao, đổ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Hệ thống núi Himalaya cũng là ranh giới khí hậu giữa khu vực Trung Á và khu vực Nam Á. Phần ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng, rộng lớn và khá bằng phẳng. Còn ở phía Nam là Sơn Nguyên Deccan, tương đối thấp và bằng phẳng. Sơn Nguyên Deccan thì nằm kẹp giữa dãy núi Gác Tây và Gác Đông. Ở phía Tây Bắc của khu vực Nam Á chúng ta thấy có hoang mạc Tha, do là ở đây có đường trì tuyệt Bắc chạy qua. Rồi ở đây là vị trí khuất gió và có khí hậu khô hạn, nhiệt độ cao và rất ít mưa, cho nên đã hình thành nên hoang mạc Tha. Về đặc điểm khí hậu, khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới và đới khí hậu cận nhiệt, trong đó phần lớn diện tích thuộc đới khí hậu nhiệt đới, với kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa rất điển hình. Nam Á cũng là một trong những khu vực mà có mưa nhiều nhất trên thế giới. Về đặc điểm sông ngòi, thì khu vực Nam Á có 3 hệ thống sông lớn, đó là hệ thống sông Ấn, hệ thống sông Hằng và sông Brahmaput. Về cảnh quan tự nhiên, thì Nam Á có các đới cảnh quan tự nhiên như là rừng nhiệt đới ẩm, savan và cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao. Trong đó, cảnh quan savan và cây bụi chiếm diện tích lớn nhất. Đặc điểm dân cư của Nam Á. Năm 2020, khu vực Nam Á là khu vực mà có số dân cũng như là mật độ dân số cao nhất ở châu Á. Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở khu vực đồng bằng, ven biển, nơi có mưa nhiều và đô thị, vì những nơi này địa hình bằng phẳng, khí hậu mưa nhiều, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Còn nơi thưa dân là những vùng mà sâu trong nội địa, ở trên Sơn Nguyên Deccan, ở trên các vùng núi và ở trong các hoang mạc, vì những nơi này địa hình hiểm trở và khí hậu khô hạn. Về tôn giáo thì dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Về đặc điểm kinh tế xã hội, khu vực Nam Á có tình hình chính trị xã hội không ổn định do bị đế quốc Anh đô hộ trong một khoảng thời gian rất dài, khoảng 200 năm. Ở đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc và các tôn giáo. Các nước trong khu vực Nam Á thì có nền kinh tế đang phát triển, trong đó thì hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu. Và trong các quốc gia ở Nam Á thì
Ấn Độ là nước mà có nền kinh tế phát triển nhanh nhất. Bài 12, đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á có các nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, vị trí địa lý và phạm vi. Trong phần này, các em sẽ lưu ý các nội dung về vị trí các quốc gia và tiếp giáp. Về vị trí, khu vực Đông Á sẽ nằm ở phía đông của châu Á, gồm có hai bộ phận khác nhau, đó là phần đất liền và phần hải đảo. Phần đất liền thì sẽ bao gồm có Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Phần hải đảo sẽ gồm có quần đảo Nhật Bản, đảo Đài Loan và đảo Hải Nam. Về các quốc gia thì phần đất liền sẽ bao gồm có Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong đó Triều Tiên và Hàn Quốc nằm ở bán đảo Triều Tiên. Còn phần hải đảo thì sẽ bao gồm có Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc. Về tiếp giáp thì khu vực Đông Á sẽ giáp với các khu vực như là Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á và Đông Nam Á. Về các biển thì khu vực Đông Á sẽ giáp với biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Đông. Các biển này thì đều thuộc Thái Bình Dương. Đặc điểm địa hình. Ranh giới là đường kinh tuyến 100 độ Đông. Chúng ta sẽ chia Đông Á ra thành 3 phần. Về phần đất liền thì chúng ta sẽ chia ra thành phía Tây phần đất liền và phía Đông phần đất liền và phần thứ 3 đó là phần hải đảo. Địa hình ở phía Tây của phần đất liền có đặc điểm là chủ yếu là núi Sơn Nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng. Ở đây có bồn địa Duy Ngô Nhĩ, bồn địa Tarim, các dãy núi như là Thiên Sơn, Côn Luân, Himalaya, v.v. có Sơn Nguyên Tây Tạng. Còn địa hình ở phía Đông phần đất liền thì địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, xen với các đồng bằng rộng và bằng phẳng. Ở đây có dãy Đại Hương An, dãy Tần Lĩnh, cao nguyên Hoàng Thổ và bồn địa Tứ Xuyên. Rồi có các đồng bằng như là đồng bằng Tùng Hoa hay còn gọi là đồng bằng Đông Bắc, đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung và đồng bằng Hoa Nam. Còn phần hải đảo thì chủ yếu là miền núi trẻ thường xuyên có động đất và núi lửa. Phần hải đảo của Đông Á thì nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương, cho nên ở đây thường xuyên có động đất và núi lửa. Về đặc điểm sông ngòi thì chúng ta sẽ tìm hiểu sông ngòi ở phần đất liền và sông ngòi ở phần hải đảo. Sông ngòi ở phần đất liền thì có 3 hệ thống sông lớn, đó là sông Hoàng Hà, sông Trường Giang và sông A Mua. Chế độ nước sông ở đây thì theo mùa, gồm có mùa lũ và mùa cạn. Sông Trường Giang và sông Hoàng Hà thì có đặc điểm giống nhau, đó là đều bắt nguồn trên Sơn Nguyên Tây Tạng, đều đổ ra các biển thuộc Thái Bình Dương. Phần hạ lưu của hai sông này thì đều bồi đắp tạo nên các đồng bằng rộng lớn và màu mỡ. Cả hai sông này thì đều có lũ lớn vào cuối hạ đầu thu. Còn điểm khác nhau thì sông Trường Giang là con sông lớn nhất ở châu Á và lớn thứ 3 trên thế giới. Còn sông Hoàng Hà thì lớn thứ 2 ở châu Á sau sông Trường Giang. Sông Trường Giang thì đổ ra biển Hoa Đông, phần hạ lưu thì bồi đắp tạo nên đồng bằng Hoa Trung. Còn sông Hoàng Hà thì đổ ra biển Hoàng Hải và phần hạ lưu của sông Hoàng Hà thì bồi đắp tạo nên đồng bằng Hoa Bắc. Riêng sông Hoàng Hà thì chế độ nước ở đây rất thất thường. Còn sông ngòi ở phần hải đảo thì có đặc điểm là ngắn và dốc. Riêng phía tây của phần đất liền thì địa hình ở đây dốc, do chủ yếu là núi và sơn nguyên cao, cho nên các sông ở đây thì thường có giá trị cho phát triển thủy điện. Về đặc điểm khí hậu thì chúng ta sẽ lấy ranh giới là đường kinh tuyến 100 độ đông, chia Đông Á ra thành hai phần, đó là phía tây phần đất liền và phần thứ hai là phía đông phần đất liền và phần hải đảo. Về đặc điểm khí hậu của phía tây phần đất liền thì các kiểu khí hậu chủ yếu ở đây đó là kiểu khí hậu núi cao và kiểu cận nhiệt lục địa, cho nên là thời tiết ở phần phía tây này khô hạn quanh năm. Còn phía đông phần đất liền và phần hải đảo thì khí hậu chủ yếu là các kiểu khí hậu gió mùa như là ôn đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa, nên là trong năm có hai mùa rõ rệt. Vào mùa đông
thì gió thổi theo hướng Tây Bắc, thời làm cho thời tiết của Đông Á lạnh và khô. Riêng ở Nhật Bản thì vào mùa đông vẫn có mưa, do là gió Tây Bắc này đi qua biển, cho nên nó đã được tiếp thêm một lượng ẩm lớn, và vì vậy mà Nhật Bản vẫn có mưa vào mùa đông. Còn vào mùa hạ thì gió mùa Tây Nam từ biển thổi vào, làm cho thời tiết của Đông Á mát, ẩm và có mưa nhiều. Về cảnh quan tự nhiên thì phía tây phần đất liền có các đới cảnh quan như là cảnh quan núi cao, cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. Còn phía đông phần đất liền và phần hải đảo thì cảnh quan chủ yếu ở đây đó là rừng nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. Phần 2 là phần bài tập. Bài tập 1, tính mật độ dân số. Em phải nhớ công thức tính mật độ dân số sẽ bằng dân số chia diện tích, đơn vị là người trên km vuông. Với dân số có đơn vị là người và diện tích có đơn vị là km vuông. Bài tập ví dụ, tính mật độ dân số năm 2020 của một số quốc gia. Cột đầu tiên là các quốc gia. Cột thứ hai là diện tích, đơn vị là nghìn km vuông. Cột thứ ba dân số, đơn vị là triệu người. Cột thứ tư là mật độ dân số, đơn vị là người trên km vuông. Các em sẽ tính và ghi kết quả vào cột mật độ dân số. Cô sẽ hướng dẫn tính mật độ dân số của Trung Quốc. Đề bài cho diện tích của Trung Quốc là 9.597.000 km2 và dân số là 1.439.000.000 người. Vậy chúng ta sẽ để ý này, diện tích có đơn vị diện tích của Trung Quốc đề bài cho là 1.000 km2. Như vậy nó chưa đúng với đơn vị của công thức. Đơn vị của công thức thì diện tích có đơn vị là km2. Vậy chúng ta sẽ đổi từ 1.000 km2 về đơn vị là km2, giống như đơn vị của công thức. Để đổi được thì các em sẽ làm theo một cách đơn giản, đó là chúng ta sẽ lấy số liệu của đề bài cho nhân với 1.000. Còn dân số ở đây thì người ta cho đơn vị là triệu người, trong khi đơn vị của công thức thì dân số có đơn vị là người. Vậy chúng ta sẽ đổi từ triệu người về người. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng lấy số liệu của đề bài cho nhân với 1 triệu. Như vậy hiểu một cách đơn giản thì nếu đề bài cho đơn vị là nghìn thì các em sẽ lấy số liệu đề bài cho nhân với 1.000, còn cho đơn vị là triệu thì sẽ lấy số liệu của đề bài cho nhân với 1 triệu để đổi về đúng với đơn vị của công thức. Chúng ta sẽ có mật độ dân số của Trung Quốc thì lúc này chúng ta sẽ lấy số liệu mà vừa mới đổi xong để chúng ta thực hiện phép tính. Và kết quả sẽ là 150 người trên 1 km2. Vì đây là người cho nên khi tính ra kết quả, các em phải làm tròn số liệu. Như vậy thì trung bình cứ 1 km2 ở Trung Quốc có 150 người sinh sống. Ví dụ 2, tính mật độ dân số của Maldives. Diện tích đề bài cho 0.300.000 km2, dân số 0.54 triệu người. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng đổi đơn vị của diện tích và dân số về đúng với đơn vị của công thức. 0.3 nghìn km2, chúng ta sẽ lấy 0.3 nhân với 1.000, và 0.54 triệu người thì sẽ lấy 0.54 nhân với 1 triệu. Thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ lấy số liệu vừa mới đổi xong để chúng ta thực hiện phép tính. Như vậy mật độ dân số của Maldives là 1.800 người trên 1 km2, có nghĩa là trung bình cứ 1 km2 thì ở Maldives có 1.800 người sinh sống. Tương tự như vậy thì các quốc gia còn lại các em sẽ thực hiện và ghi kết quả vào cột mật độ dân số. Bài tập 2, nhận xét bảng số liệu. Cho ví dụ, bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nước GDP của Ấn Độ từ năm 95 đến năm 2001 với đơn vị là phần trăm, với 3 ngành kinh tế, nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Về nhận xét bảng số liệu thì đầu tiên các em sẽ ghi xác định cho cô cụm từ chỉ thời gian. Thời gian ở đây các em sẽ ghi cho cô năm đầu
và năm cuối trong bảng số liệu. Từ năm 95 đến năm 2001, bây giờ chúng ta sẽ nhận xét từng ngành kinh tế. Bảng số liệu cho ngành nào thì trước thì chúng ta sẽ nhận xét ngành đó trước. Ngành đầu tiên là nông lâm thủy sản. Năm 95, 28,4%. Năm 2001, 25%. Như vậy, từ 95 đến năm 2001, nông lâm thủy sản giảm liên tục. Khi nói nó tăng hay nó giảm thì chúng ta sẽ lấy số liệu ra để chứng minh. Từ 28,4% xuống còn 25%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ để biết được là nó tăng hay nó giảm bao nhiêu phần trăm. Ở đây chúng ta sẽ lấy 28,4 trừ đi cho 25. Như vậy sẽ chúng ta thấy là giảm 3,4%. Ngành thứ hai, công nghiệp xây dựng. Năm 95, 27,1%. Năm 2001, chiếm 27%. Như vậy công nghiệp xây dựng có tỷ trọng giảm, tuy nhiên giảm không liên tục. Cũng lấy số liệu năm đầu và năm cuối ra. Từ 27,1% xuống còn 27% và cũng thực hiện phép tính trừ để biết được là giảm mấy phần trăm. Giảm 0,1%. Ngành thứ 3 là ngành dịch vụ. Năm 1995, dịch vụ chiếm 44,5%. Năm 2001, chiếm 48%. Như vậy, từ 95 đến 2001, ngành dịch vụ có tỷ trọng tăng và tăng liên tục. Từ 44,5% lên 48%. Các em cũng lấy 48 trừ đi cho 44,5 để biết được là nó tăng mấy phần trăm. Như vậy là tăng 3,5%. Như vậy thì nhìn vào bảng số liệu ta sẽ thấy được là nông lâm thủy sản và công nghiệp xây dựng có tỷ trọng giảm và ngành dịch vụ thì có tỷ trọng tăng. Để làm được bài kiểm tra cuối kỳ 1 thì các em ngoài việc sử dụng các bản đồ và lược đồ trong sách giáo khoa địa lý 8 thì các em còn sử dụng các trang bản đồ trong cuốn tập bản đồ địa lý 8 như là trang địa lý tự nhiên của khu vực Nam Á trang 12, trang bản đồ địa lý kinh tế của khu vực Nam Á trang 13, bản đồ địa lý tự nhiên của khu vực Tây Nam Á trang 10 và bản đồ địa lý tự nhiên của khu vực Đông Á trang 14. Về phần dặn dò, các em sẽ hệ thống lại nội dung các bài, các video bài giảng, bài ôn tập, nội dung trong sách giáo khoa để làm bài kiểm tra cuối kỳ 1 theo lịch kiểm tra của nhà trường. Chuẩn bị trước bài 13, tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Á, chúng ta sẽ học vào tuần sau.